Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Trong vài ngày qua, tình hình phía bên ngoài nước Mỹ có nhiều phản ứng sau khi phía Nga và Cuba tuyên bố tàu chiến của Nga sẽ đến cập cảng Cuba. Và Cuba thì lên tiếng nói đây là nhằm mục tiêu kết hợp về các thỏa thuận quân sự tình hữu nghị anh em Nga từ thời Liên bang Xô Viết cũ đến giờ phút này giữa Cuba và Nga. Thế nhưng ngày hôm nay thì báo chí Mỹ và quân đội Hoa Kỳ gửi đi một bức ảnh cho thấy tàu ngầm hạt nhân của Mỹ trồi lên. Và người ta thấy chiến hạm của Nga đi trước thì tàu ngầm của Mỹ trồi lên phía sau. Để cho thấy, anh đi đâu thì đi, chúng tôi đã biết đường các anh đi hết tất cả. Nga thì thông dong, tín hiệu này để cho thấy rằng Nga có khả năng để tấn công Hoa Kỳ dựa vào Cuba. Cho nên bất cứ cái chuyện gì xảy ra đều có thể thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Mặc dù Cuba tuyên bố đây tàu chiến của Nga không mang đầu đạn hạt nhân, bởi vì xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì thì Cuba lãnh đủ, thưa quý vị. Đây là hình ảnh tại cái khu vực mà mới cho thấy được một quốc gia có một cái diện tích khá lớn mà so với Singapore, Đài Loan. Singapore, Đài Loan có một mảnh chút xíu thế này thôi mà họ có nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trong khi anh Cuba cả một cái giải như thế này, nội vấn đề mà đầu tư vào du lịch và cũng như sản xuất nhiều mặt hàng khác nữa, Cuba có thể trở thành một quốc gia giàu có trong vùng Caribbean. Thế nhưng cho đến giờ phút này, trở thành quốc gia nghèo nhất trên thế giới, có thể là giàu hơn Bắc Hàn một chút xíu, thưa quý vị. Mà cách Hoa Kỳ chỉ có 90 dặm đường thôi. Từ Key West đến cái mũi đất gần nhất, Havana, 90 dặm đường. Thì quý vị tưởng tượng coi. Nhưng mà ở nơi này một cái điểm đáng chú ý đó là quân đội Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay tuyên bố, họ nói chúng tôi không có, chúng tôi biết được và chúng tôi giám sát những cái chuyến tàu không những của Nga mà bất cứ những cái tàu nào ra vào cái khu vực vùng vịnh này. Thì khi mà tàu chiến mà thậm chí Nga đi cũng tuyên bố rõ ràng, chúng tôi đến đây theo những cái hợp tác về quân sự thường niên. Cuba cũng tuyên bố như thế. Thì anh Mỹ sáng nay khi mà xuất hiện, nghĩa là đi theo tàu của chiến của Nga, thì chúng tôi nói, chúng tôi đây là thực hiện cái chuyến cập cảng ở vịnh Guantanamo Bay. Căn cứ quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục được thuê mướn từ chính phủ Cuba. Và đây cũng là nơi mà tiếp tục giam giữ những cái tù nhân khủng bố 911. Thì để chứng minh cho thế giới thấy rằng Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ vùng biển và bất cứ những cái cử động gì của Nga, Cuba, Hoa Kỳ đều nắm rõ và thậm chí mặc dù không phải là đe dọa nhưng mà hình ảnh của chiếc tàu ngầm xuất hiện phía sau đuôi của chiến hạm Nga cũng cho thấy gửi đi một tín hiệu, chúng tôi có đầy đủ khả năng để chống trả bất cứ những cái mối đe dọa nào từ của Nga và Cuba. Và quay sang một bản tin khác thì thưa quý vị, gia đình của một ông deputy đã về hưu tại Los Angeles hiện nay đang kêu gọi phía cảnh sát của Hy Lạp phối hợp để mà cố gắng tìm kiếm người thân của họ. Mặc dù bây giờ đó thì ông đã mất tích được 4 ngày rồi mà có vẻ như là lạnh ít dữ nhiều. Thì đây là hình ảnh của ông Albert Talbert, 59 tuổi thưa quý vị. Ông mang song tịch Hoa Kỳ gốc người Hy Lạp. Thì phía gia đình bây giờ cho biết là vào ngày
10 tới tháng 6 ông đi du lịch về Hy Lạp. Và thật sự ra tại vì ổng người Hy Lạp cho nên là phía gia đình nói là suốt mấy chục năm nay năm nào ổng cũng đi về Hy Lạp một lần hết. Và ông lần này đó cái ngày 10 Tây thì ông đi đến một cái đảo gọi là Amorgos của Hy Lạp, và họ nói là đây không phải lần đầu tiên ông đến cái đảo này, cho nên là đường xá ở đây ông cũng rất là quen thuộc. Thì bây giờ đó, tại vì ông gốc người Hy Lạp cho nên là ở cái đảo này rồi những cái nơi khác nữa ông đều có bạn bè ở đây hết. Thì nhóm những người bạn của ông trên cái đảo Amorgos này cho biết là sáng ngày 11 Tây đó, ông đi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, tại vì họ có hẹn nhau là đến trưa lúc 3 giờ đó thì gặp nhau ăn ăn trưa. Thế nhưng và lúc đó thì ông có nói là 7 giờ ông đạp xe ra ngoài, chắc ông đi dạo vòng vòng. Thế nhưng đến 3 giờ thì nhóm bạn của ông chờ hoài không thấy ông xuất hiện, và họ gọi phone cho ông. Gia đình cho biết là ông lúc nào cũng đem theo đến hai cái phone lận, nhưng mà gọi cả hai cái phone, hai số đều không có bắt máy, và từ đó là coi như không ai còn biết được tin tức của ông ở đâu hết. Thì đến bây giờ đó, phía gia đình, tại vì bạn bè của ông ở đây rất là nhiều, cho nên là những người bạn, nhóm bạn ở trên cái đảo này đang họ tự nhau với những người mà tình nguyện viên đó, trong suốt 3 ngày vừa qua họ đi xung quanh khắp cái đảo để mà tìm, nhưng mà vẫn không tìm được ông. Thì cái vụ của ông Albert này đến chỉ sau, quý vị cũng nhớ hồi đầu tuần này đó, chúng tôi gửi đến tin tức là có một ông tiến sĩ nổi tiếng trên một cái TV show ở Anh Quốc, nổi tiếng về cái vụ giảm cân đó, ông cũng đi du lịch đến một cái hòn đảo khác ở Hy Lạp, rồi không biết là lý do vì sao mà bị ngất xỉu té rồi sau đó qua đời. Thì bây giờ đó, phía cái vụ của ông Albert, mọi người họ cũng đang lo sợ là tại vì trong suốt 2 tuần vừa qua đó, ở Hy Lạp thời tiết lúc nào cũng trên 95 độ hết thưa quý vị, cho nên là họ sợ không biết là có phải những người này họ đều lớn tuổi hết. Cái ông tiến sĩ kia 62 tuổi, còn ông Albert thì năm nay cũng 59 rồi. Thì có khi nào là trong những cái lúc mà đang đi bộ, đi thể thao, họ bị heat stroke mà họ không mang đủ nước rồi ngất xỉu hay sao hay không? Và từ ngày 11 cho đến bây giờ là ngày 14, phía bạn bè của ông họ nói là họ đi khắp nơi trên cái đảo nhưng mà vẫn không tìm thấy ông này. Cơ quan đó không hàng không Hoa Kỳ FAA, cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ FAA ngày hôm nay tuyên bố họ tiếp tục điều tra về một trong những trục trặc, một biến cố trên không trên máy bay Boeing 737 Max. Trong thời gian qua, cái loại máy bay này đã có thể ảnh hưởng khiến cho gặp tai nạn chết người. Sau đó rồi nhiều phi công được Boeing huấn luyện trở lại để điều khiển máy bay. Giờ đây một trong những cái biến cố trên không được đặt tên là Dutch Roll. Dutch Roll là khi máy bay đang bay bất ngờ tự nhiên nó đảo qua bên phải, nó đảo qua bên trái vô một cách bất ngờ luôn, mà phi công không làm gì hết, mà cũng không bấm vào cái tự động nữa, nhiều khi họ cầm lái rồi tự nhiên nó nghiêng qua bên phải, nghiêng qua bên trái. Có thể là đã từng xảy ra bên phía Hà Lan, cho nên họ gọi đó là một trong những cái trục trặc liên quan đến cái bánh lái phía sau, thưa quý vị. Thì giờ đây phía Southwest Airlines đó, khi cái vụ đó nó xảy ra, họ đáp khẩn cấp xuống, thì họ điều tra, kiểm tra, thì họ thấy rằng có những cái trục trặc đằng sau cái bánh lái này. Thì các chuyên gia, trong đó người phi công điều khiển đó, ít nhất là đã được huấn luyện bổ sung liên quan đến những cái điều khiển cần thiết. Nếu như máy bay đang bay lên mà tự nhiên nó ngóc đầu lên cao hoặc là nó giảm cái đầu xuống, vì cái thiết kế của chiếc 737 này mà từ lúc mà khi bắt đầu sản xuất và bắt đầu bán đó, chúng tôi cũng đã từng đề cập đến, sau khi có nhiều chuyên gia họ nói cái thiết kế của chiếc 737 Max này đó có nhiều cái rủi ro. Bởi vì sao? Mục tiêu của máy bay về sau này cạnh tranh với Airbus đó, là máy bay nhẹ mà lại có thể tiết kiệm xăng tới 20%. Và vì thế chúng ta thấy cái khổ ở đây đó
thiết kế cái thân, nhưng mà cái phản lực, cái jet đó, cái phản lực là vẫn giữ cái phản lực cũ của Rolls-Royce, chứ không thay đổi cái phản lực đó. Cho nên Boeing vẫn sử dụng máy Rolls-Royce, máy jet của Anh Quốc, chứ họ không tạo ra cái máy jet riêng, bởi vì mua dầu sao và cái hợp đồng ký vẫn rẻ hơn nếu mà mua hàng loạt. Và vì thế cái động cơ nó nặng như vậy và với cái thân nó nhẹ, mà khổ đó là Boeing đại không viết trong cái những cái tuyển tập huấn luyện một cách rõ ràng, và vì thế đã tạo nên những cái vấn đề này. Chúng tôi tiếp tục với đề tài này ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị theo dõi. Đây là sản phẩm số 1 Nhật Bản được nhiều người tin dùng và sử dụng, giảm ngay các triệu chứng và biến chứng của tiểu đường như mệt mỏi, giảm thị lực, tê bì tay chân, loét bàn tay chân tiểu nhiều. 80% bệnh nhân đều giảm được lượng đường chỉ từ sau 2 đến 3 tuần sử dụng. Ngoài ra còn giúp lưu thông khí huyết, mỡ máu, thải độc cơ thể. Một hộp có 14 miếng, mỗi tối trước khi đi ngủ anh chị sẽ dán 2 miếng vào lòng bàn chân rồi đến sáng hôm sau bóc ra. Đang có bán tại Bảo T-Shop 800 899 5565 hay 714 230 5591.